Ngọc Thơ kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh đã qua đời sau những đồn đoán về việc ông bị mắc bệnh lạ. Ngày 14 tháng 9, VOA tiếng Việt loan tin, cựu Thứ trưởng Quốc phòng Việt Nam Nguyễn Chí Vịnh qua đời ở tuổi 65. VOA dẫn tin từ truyền thông nhà nước cho biết, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, người có những phát biểu cứng rắn về tranh chấp Biển Đông, qua đời ngày 14 tháng 9 vì bệnh hiểm nghèo, hưởng thọ 65 tuổi. Theo VOA, tướng Vịnh từng giữ chức Thứ trưởng Quốc phòng Việt Nam trong 12 năm, trước khi nghỉ hưu vào tháng 12 năm 2021. Khi tại vị, ông đồng thời là Tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo Quốc phòng, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương, Thường vụ Quân ủy Trung ương Đảng. VOA dẫn báo Chính phủ cho biết, ông từ trần vào rạng sáng ngày 14 tháng 9 tại nhà riêng, sau một thời gian lâm bệnh nặng, nhưng không nêu chi tiết. Hình ảnh bản tin trên VOA. Trong 12 năm làm Thứ trưởng Quốc phòng, ông Vịnh có nhiều đóng góp thúc đẩy đối ngoại quốc phòng Việt Nam phát triển như cử lực lượng tham gia gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc, tổ chức các chuỗi hội nghị quốc phòng quân sự ASEAN, báo Chính phủ viết. VOA dẫn lời đại sứ Australia tại Việt Nam Andrew Gonzinowski chia sẻ trên Twitter: "Tôi tin rằng Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh nổi tiếng với lập trường không khoan nhượng trong các tuyên bố chủ quyền của Việt Nam ở Biển Đông. Ông đã giành được sự tôn trọng quốc tế." VOA cũng dẫn lời nhà nghiên cứu Biển Đông Đinh Kim Phúc cho rằng, trong thời bình, tướng Vịnh là người nổi trội trong số các tướng lĩnh Việt Nam khi bàn đến chủ quyền dân tộc và tranh chấp lãnh hải. Những đóng góp của ông cho an ninh khu vực, cho nền hòa bình của Việt Nam và trong ban giao quốc tế có những điểm sáng mà có thể nói là ông nổi trội hơn những tướng lĩnh khác cùng thời. Có thể nhờ thời gian ông làm Tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo Quốc phòng, ông thu nhập được rất nhiều tin tức đa chiều, trái chiều, đa nguồn. Do đó, ông có cơ sở để đánh giá tình hình trong nước, tình hình khu vực, quốc tế để có những quyết sách tham mưu cho lãnh đạo cấp trên. Tiến sĩ Đinh Kim Phúc đánh giá cao lập trường và thái độ của tướng Vịnh trong các diễn đàn an ninh khu vực, ví dụ như Shangri-La, AFR. Ông có thái độ hết sức cương quyết, khôn ngoan, giữ vững lập trường bảo vệ chủ quyền của Việt Nam trên Biển Đông và không để có sự va chạm bởi các siêu cường đang tranh giành quyền lực. Cũng không làm mất lòng Trung Quốc, nhưng cũng không phải quỵ lụy Trung Quốc để mưu cầu một hòa bình gì đó cho Việt Nam. Hình ảnh Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh. VOA dẫn lại lời tướng Vịnh nói với báo giới trong nước vài tháng trước khi ông nghỉ hưu năm 2021. Không một ai ở đất nước này có suy nghĩ rời bỏ hoặc nhân nhượng về chủ quyền, đặc biệt là những nhà lãnh đạo. Nếu để mất Biển Đông thì quân đội Việt Nam, các nhà lãnh đạo sẽ có tội rất lớn với đất nước. Trong quân đội, từ trên xuống dưới đều coi Biển Đông là sống còn. Chủ quyền lãnh thổ là điều chúng ta tuyệt đối không bao giờ buông tay. Không ai và không nước nào có thể bắt Việt Nam phải chọn bên, vì chúng tôi độc lập, tự chủ, giành và giữ độc lập bằng sức của mình, tướng Vịnh nói với truyền thông trong nước vào năm 2020. VOA cho biết ông Vịnh được các quan chức ở Washington đánh giá rất cao về những nỗ lực trong việc bình thường hóa, giải quyết những vấn đề hậu chiến tranh, tẩy độc dioxin, quan hệ song phương về an ninh quốc phòng. Tướng Vịnh là quan chức Việt Nam chính của tôi trong việc giải quyết ô nhiễm dioxin tại các căn cứ quân sự cũ của Mỹ và nhu cầu của người Việt Nam bị khuyết tật nặng về thể chất và nhận thức do phơi nhiễm dioxin. Tôi xem ông ấy như là một người bạn. Thượng nghị sĩ Patrick Leahy phát biểu tại Thượng viện Mỹ vào tháng 3 năm 2021. VOA cho biết thêm Thượng tướng Vịnh quê ở Thừa Thiên Huế là con trai của Đại tướng Nguyễn Chí Thanh, cố chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Việt Nam. Tướng Thành là người đã lãnh đạo lực lượng Cộng sản trong chiến tranh chống Mỹ cho đến khi qua đời. Cái chết của tướng Thành xảy ra trong một hoàn cảnh được cho là đáng ngờ vào năm 1967, hưởng dương 53 tuổi. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo chấm D với bản tin Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh qua đời sau những đồn đoán về việc ông bị mắc bệnh lạ. Báo Trung Quốc kêu gọi chính phủ của mình hãy kiên nhẫn với Việt Nam. Ngày 12 tháng 9, VOA tiếng Việt có bài Báo Trung Quốc nói Bắc Kinh có thể tăng cường quan hệ với Việt Nam trước sự ve vãn của Mỹ. VOA cho biết ngay khi Tổng thống Mỹ Joe Biden rời Hà Nội trong chuyến thăm lịch sử để nâng cấp quan hệ với Việt Nam, tờ báo của Đảng Cộng sản Trung Quốc nói rằng Bắc Kinh có khả năng thúc đẩy mối quan hệ với Việt Nam trong lúc Washington đang săn đón Hà Nội. Theo VOA, Mỹ và Việt Nam nâng tầm quan hệ đối tác trong bối cảnh xung đột giữa Washington và Bắc Kinh ngày càng lớn, hình ảnh bài trên VOA. Mặc dù Tổng thống Biden trong cuộc họp báo chung với Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng ở Hà Nội hôm 10 tháng 9 nói rằng chuyến thăm Việt Nam của ông không phải nhằm mục đích khơi mào một cuộc chiến tranh lạnh với Trung Quốc và rằng Mỹ không muốn kiềm chế Trung Quốc, nhưng tờ Hoàn Cầu Thời báo hôm 11 tháng 9 cho rằng
chiến lược bao vây Trung Quốc từ phía Nam của Mỹ đạt được tiến bộ với sự nâng cấp quan hệ với Việt Nam. VOA dẫn bài xã luận trên tờ báo Ngôn Luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc cho biết, do tranh chấp trên Biển Đông giữa Trung Quốc và Việt Nam mà mối quan hệ Mỹ-Việt đã có những bước phát triển suôn sẻ trong những năm gần đây. Kể từ khi Tổng thống Barack Obama đến Việt Nam và gỡ bỏ lệnh cấm bán vũ khí sát thương cho Hà Nội năm 2016, Tổng thống Donald Trump sau đó đã đến Việt Nam hai lần. Trong chuyến thăm của Tổng thống Biden hôm 10 và 11 tháng 9, Mỹ và Việt Nam đã ký kết các thương vụ đầu tư hàng tỷ đô la, trong đó có chuỗi cung ứng chất bán dẫn khi mối quan hệ lên tầm cao nhất. Với những hợp tác làm ăn mới trong ngành công nghệ, tờ Hoàn Cầu Thời báo cho rằng Mỹ hy vọng Việt Nam có thể thu nhận một số ngành công nghiệp được chuyển giao từ Trung Quốc và trở thành trung tâm mới về sản xuất chip với chi phí thấp. Tờ báo của Trung Quốc còn nói chuyến thăm của Tổng thống Biden phù hợp với mong muốn của Mỹ trong việc tăng cường sản xuất chip và đất hiếm tại Việt Nam. Theo đánh giá của Hoàn Cầu Thời báo, Việt Nam phát triển mối quan hệ mạnh mẽ với Mỹ và phương Tây như một con bài thương lượng trong các cuộc cạnh tranh với Trung Quốc trong các vấn đề Biển Đông, đồng thời tìm cách mở rộng cơ hội phát triển kinh tế và tiếp cận công nghệ tiên tiến. Nhưng tờ báo Trung Quốc cho rằng Việt Nam sẽ không thành lập liên minh chiến lược với Mỹ và cũng không đứng về phía Mỹ trong vấn đề Đài Loan hay chiến lược cô lập Trung Quốc. Hình ảnh bài xã luận trên Hoàn Cầu Thời báo. Vẫn theo VOA, hồi tháng 8 năm nay, Việt Nam đã đề nghị Trung Quốc tạo điều kiện để Hà Nội thành lập thêm tổng lãnh sự ở nước này nhằm kiểm soát tốt bất đồng trên biển cũng như cam kết chính sách một Trung Quốc, trong đó không tiếp xúc chính thức dưới bất kỳ hình thức nào với Đài Loan. VOA cho biết thêm, các cuộc thảo luận của lãnh đạo Việt Nam với Tổng thống Biden được truyền thông nhà nước Việt Nam ghi nhận cũng như những tuyên bố được đưa ra sau khi các cuộc hội đàm này không nhắc tới Trung Quốc. VOA cũng nhắc đến việc Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp đón trưởng ban liên lạc đối ngoại Trung ương Trung Quốc Lưu Kiến Siêu trước khi Tổng thống Biden đến Việt Nam. Cùng thời gian đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc kêu gọi Mỹ không nhắm vào bên thứ ba khi hợp tác với các quốc gia khác. Khi gặp mặt ông Trọng tại Hà Nội hôm 5 tháng 9, ông Siêu cho biết Trung Quốc đã xây dựng kế hoạch tổng thể để đưa quan hệ hai đảng, hai nước bước lên tầm cao mới. Tờ Hoàn Cầu Thời báo kết luận rằng người Trung Quốc không cần phải lo ngại về mối quan hệ nồng ấm của Việt Nam với Mỹ vì cho rằng với dân số khoảng 98 triệu dân, Việt Nam thuộc nền văn minh Nho giáo và chưa bao giờ vượt qua Trung Quốc về trình độ phát triển kinh tế. Tờ báo cũng kêu gọi chính phủ Trung Quốc hãy kiên nhẫn hợp tác với Việt Nam khi nước láng giềng phía Nam đang tìm cách tối đa hóa lợi ích của mình trong chiến lược cạnh tranh giữa Trung Quốc và Mỹ. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời báo.de với bản tin Báo Trung Quốc kêu gọi chính phủ của mình hãy kiên nhẫn với Việt Nam. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết cũng như bấm nút đăng ký kênh YouTube và Facebook của Thời báo.de để được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Ngọc Thơ Thời báo.de